Vì sao giới dân chủ tôn thờ Bảo Đại? Thói sùng bái thần tượng đã đẩy giới dân chủ đến nhiều phát ngôn và hành động kỳ quặc. Chẳng hạn, họ cùng lúc tôn thờ ba nhân vật chính của các chính thể cũ ở miền Nam là Bảo Đại, Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, dù ba ông này đã lần lượt lật đổ nhau bằng những biện pháp không có gì phù hợp hơn cả tinh thần dân chủ lẫn đạo đức. Theo khuynh hướng tôn thờ Bảo Đại, Nguyễn Xuân Diện đã đăng một bài viết ca ngợi Bảo Đại như là bậc thánh hoàng, thương dân, thương nước. Nhưng các lập luận và bằng chứng mà ông ta đưa ra không hề cho phép đi đến các kết luận vững chắc. Trước hết, hãy xem xét một bài đăng của Nguyễn Xuân Diện vào ngày 31 tháng 8. Diện viết, năm 1945, sau khi tuyên bố thoái vị, vua Bảo Đại đã bàn giao cho chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa toàn bộ hơn 3.000 bảo vật triều Nguyễn, mà cơ quan lưu giữ hiện nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, trong đó có hàng trăm ấn bằng vàng, có ấn nặng 10 kg, 94 cuốn sách bằng vàng và nhiều hiện vật có giá trị lịch sử và mỹ thuật. Lần thứ hai, cựu hoàng Bảo Đại đã bàn giao 175 triệu USD vẫn còn nằm trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam do chính quyền Ngô Đình Diệm tiếp quản, cộng với 33 tấn vàng trong Ngân hàng Pháp từ thời Đế quốc Việt Nam cũng được chính quyền Ngô Đình Diệm đòi về từ Ngân hàng Pháp. Khi ra nước ngoài sống, cựu hoàng Bảo Đại không đem theo bất cứ tài sản nào trong quốc khố ngoại trừ một số bảo vật của hoàng gia. Dưới phần bình luận, Diện và các fan nhận xét rằng Bảo Đại không mang tài sản gì ra nước ngoài nên là một vị vua giản dị yêu nước thương dân thay vì ăn chơi trác táng tới mức lũng đoạn ngân khố quốc gia rồi tiêu hết cả tiền thuế. Nhưng đây có phải là sự thật? Dường như Nguyễn Xuân Diện đã tảng lờ một thực tế rằng Bảo Đại nức tiếng ăn chơi từ khi đi du học bên Pháp cho đến khi về nước làm vua. Giai đoạn ông ta vẫn còn nắm toàn bộ tài sản của triều đình Huế. Cụ thể, khi còn ở Paris du học, ông được người Pháp đánh giá là một chàng trai phù hợp với những thú vui ở Paris hơn là hoạt động chính trường. Sau này, Bảo Đại nổi tiếng với những cú áp phe tiền bạc và những canh bạc thâu đêm suốt sáng trên chiếu bạc Macau, Hồng Kông, Paris, Mỹ và Thói Trăng Hoa. Trong cuốn Bảo Đại hay là những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam, sử gia Daniel Grant Clement cho biết Bảo Đại là người say mê chơi ô tô, ở tuổi 16 đã sở hữu trong tay nhiều kiểu ô tô bao gồm những chiếc xe tốc độ cao để đi vào các đường phố Paris hay đi trên đường cao tốc như Cannes đến Delville. Khi về nước làm vua, Bảo Đại vẫn tiếp tục thú vui, sưu tầm xa xỉ phẩm và rời Huế vào mỗi mùa mưa để lên Đà Lạt nghỉ mát nhằm tránh thời tiết ẩm thấp. Khi đó, Việt Nam vẫn còn là một nước thuộc địa sống bằng nông nghiệp, lại bị bóc lột tài nguyên bởi thực dân Pháp, nên những thú vui xa xỉ của Bảo Đại đương nhiên đáng được xem là một khoản chi quá đáng trong ngân khố quốc gia. Và với việc Bảo Đại rời kinh đô đi nghỉ mát trong suốt mùa mưa, không thể xem ông ta là một vị vua làm tròn trách nhiệm lãnh đạo đất nước. Sự vô trách nhiệm của Bảo Đại thực ra có thể giải thích được vì suy cho cùng, Bảo Đại cũng chỉ là một vị vua bù nhìn do Pháp dựng nên. Tất cả quyền lực và trách nhiệm đối với Việt Nam đều nằm trong tay người Pháp. Từ nhỏ đến lớn, ông ta chưa từng tìm được cho mình một chút độc lập khỏi tay người Pháp, chứ đừng nói đến chuyện chịu trách nhiệm về nước Việt Nam. Cụ thể, trong thời gian Bảo Đại du học, thực dân Pháp đã cấm ông tiếp xúc với những thầy giáo được triều đình Huế cử sang để dạy ông nho học và lịch sử Việt Nam, khiến sau này ông phải thú nhận rằng mình hoàn toàn không biết gì về lịch sử triều đại và quá trình Việt Nam bị Pháp thâu tóm. Khi về nước làm vua, Bảo Đại phát biểu trong triều bằng tiếng Pháp, dẫn đến việc xúc phạm các quan chức lớn tuổi thấm nhuần, hán học lẫn những quan chức trẻ có tinh thần dân tộc. Từ đó làm triều đình Huế thêm dã hàng và bản thân ông thêm lệ thuộc vào những người thân Pháp. Trong thời gian Bảo Đại làm vua, viên khâm sứ Trung Kỳ do Paris bổ nhiệm có quyền phủ quyết mọi quyết định của nhà vua, ngay cả đối với quyết định ít quan trọng nhất. Vì vậy, ngôi vua của Bảo Đại chỉ là tấm bình phong che giấu sự cai trị của thực dân Pháp mà thôi. Trước thời Bảo Đại, triều đình Huế ở Trung Kỳ còn được tự chủ ngân sách. Chứ đến thời ông ta thì mọi khoản thuế đều do nhà nước bảo hộ Pháp phân bổ, thu và tự ý sử dụng. Tất cả những người Bảo Đại đã gặp từ khi về nước, những người phục vụ, những người lính hộ vệ hoàng cung, những nhạc công và vũ nữ, nhã nhạc cung đình, đều chỉ sống bằng một khoản lương có chữ ký duyệt của một quan chức bảo hộ, đều được trả lương bởi người Pháp. Tóm lại, Bảo Đại không làm gì ngoài việc làm một bức bình phong, nên ông ta mới bỏ việc để đi chơi suốt mùa mưa mà không gây đảo lộn. Nếu Bảo Đại thật sự dùng ngân sách cho dân, cho nước, thay vì cho bản thân, và nếu ông ta có quyền làm việc đó, thì tại sao triều đình Huế có thể để 1 triệu người Việt Nam chết đói vào năm 1945? Chỉ cần đặt vấn đề này ra thôi, ta cũng thấy góc nhìn của Nguyễn Xuân Diện có sự méo mó. Sau cùng, nên nhớ rằng, trong suốt thời gian làm vua, Bảo Đại cũng là một viên chức được người Pháp trả lương bằng ngân sách của triều đình Huế.
Ông ta có tài sản riêng gồm nhiều dinh thự, máy bay, xe hơi, du thuyền sang trọng và đã tiếp tục sống xa hoa bằng tiền bán số tài sản này khi sang Pháp. Không những thế, ông ta còn nhận được từ chính phủ Pháp số tiền trợ cấp hàng tháng là 8.000 francs. Dù vậy, vì tiếp tục lối sống xa hoa, ông đã dần tiêu hết số tài sản này vào năm 1972, để rồi phải sống dựa vào một nhân tình kém mình 30 tuổi tên là Monique Baudot. Vì sao? Giới dân chủ đem Bảo Đại ra làm thần tượng. Có thể họ đã thất bại trong việc vạch ra tương lai nên phải sống dựa vào những hào quang trong quá khứ. Cũng có thể vì họ có nhiều điểm chung với Bảo Đại, sống lưu vong, tiêu tiền nước ngoài, hào nhoáng nhưng rỗng ruột, làm bù nhìn cho phương Tây. Cũng buồn cười khi họ tôn thờ phong kiến và thực dân mà mở mồm ra là nhân danh dân chủ.